Chào cả nhà, hôm nay chú Sáu với thím Sáu đi xuống đây rừng ngập mặn để kiếm bắt mớ dợp nha cả nhà. Cái khu này nước cũng có mà dừa lá cũng có nữa. Mời cả nhà cùng theo chú thím Sáu bắt mớ dợp rồi có không đây. Mời cả nhà theo chú Sáu nha. Nay đi cũng đem theo cái bao như mọi khi bắt cua với bắt ốc, bắt bà khía cũng đem cái bao này. Đem theo cái bao này coi kiếm mớ dợp nha cả nhà. Với cái móc mình theo đang kiếm móc móc rồi coi có dọt không. Mời cả nhà theo cháu luôn nha. Có cây cà mốc, nếu mà mốc mình đụng nó ở đây cả nhà, nó sẽ kêu cỏm cỏm, mà nhiều khi đụng miếng miệng nó cũng kêu cỏm cỏm nữa. Nhằm khi có con nó cũng đưa nguyên cái miệng lên luôn cả nhà. Còn có chỗ thì cháu nghi nghi á, mình lấy cà mốc cào. Còn có nó không? Đây được con cả nhà ơi. Đứa con này. Nó nằm ở trong kẹt dừa. Được con. Tiếp nữa cả nhà. Con này đưa miệng nữa nha. Con này đưa miệng lên nè, cả nhà mình thấy không? Cây cần móc của sao? Đây. Này, cả nhà thấy không? Nó đưa miệng luôn. Đó. Được hai con cả nhà ơi. Có lý à, có lý à. Tiếp nha cả nhà. Tôi chú Sáu kiếm mới dọt đây. Mới đây mà thấy cũng kiếm được hai con. Đây con còn cả nhà qua qua đụng cỏm cỏm là nó cả nhà mình thấy nè, quan sát cả nhà mình thấy nè, nó đưa cái miệng lên luôn cả nhà, ngay ngay cái Sáu này cả nhà mình thấy không nè. Đây rừng gặp mặn chỗ nào có muỗi cả nhà, có muỗi không không? Đây được con cả nhà, con đây nè, nhà mình thấy nè, nó đưa cái miệng lên cả nhà, nhà mình thấy nè, thấy chưa, đưa miệng lên, con này cũng bự bự cả bá không luôn cả nhà. Được con cả nhà, giờ mình thấy này, rồi quay cảnh, giờ mình thấy này. Con này nó đưa cái miệng lên luôn nè, nè, sắp bắt được rồi, nè, giờ mình thấy này, thấy chưa, đưa nguyên cái miệng lên luôn. Tiếp nha cả nhà ơi, theo Sáu bắt rồi, ba giọt rồi, mới về đây cũng được 60 con.
Đây nè, đây có con cả nhà. Cả nhà mình vô thấy nè. Nè cả nhà mình thấy không? Chú Sáu cào cào cái đụng nó ngay con vợt nè cả nhà. Cả nhà mình thấy không? Đây nè. Cào cào đụng cốp cốp nè. Nè cả nhà mình thấy con vợt nè. Đây nè. Chú Sáu bắt cả nhà mình coi nè. Đây. Thấy chưa? Nó ở cặp cặp kẹt dừa. Cả nhà thấy không? Bắt con ốc dừa đó luôn đi. Đâu? Con kẹt đó. Con ốc dừa nữa. Con ốc dừa nữa cả nhà. Bắt vợt mà có ốc dừa đâu bắt luôn. Rồi. Mà cả nhà mình theo tiếp chú Sáu nữa nha. Đây có con cả nhà ơi. Con này đưa cái miệng lên thấy chơi luôn á. Nè, cả nhà thấy không? Nó đưa cái miệng lên nè. Cả nhà mình thấy nó đưa cái miệng lên nè. Nè, cái miệng nè. Nè. Ở trong cái kẹt nè. Nè, thấy chưa? Đó. Con nào mà chú Sáu thấy đưa miệng thì mình khỏi cào, còn trong khi thấy nghi nghi chỗ đó có thì cào cào đụng không, trong khi cào có đụng không cái nha. Đây có con ở nhà. Nhà lại dồn nè. Coi có con. Ở nhà thấy không? Chú Sáu cào cào nó đụng nè. Đụng cũng cõm cõm nha. Là biết con giọt. Đó. Nằm nè, coi môi lên cả nhà mình nhìn thấy nè nha. Đò thấy chưa? Thấy chưa? Vô luôn, nãy giờ cũng bỏ không có nha. Mà cả nhà mình đi theo tiếp không này. Dừa nè, bắt ốc dừa luôn. Ốc dừa cả nhà. Đây có con nữa cả nhà. Con này cũng đưa cái miệng lên luôn. Cả nhà mình nhìn thấy nè. Nằm đưa cái miệng chơi chơi luôn nè. Mình thấy nè. Sáu mới vào 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 cái là nó lòi lên luôn nè. À, thấy chưa? Thấy thấy không? Thấy nhợp cả nhà. Nè. Sáu móc luôn nè. Đó, nhà thấy chưa? Đó, còn ly qua. Đi giữa luôn. Cho sạch. Chà, nãy giờ cũng bộn người ta. Cái chục con cả nhà ơi. Có liên qua. Ở đây lá dừa cũng có mà nước cũng có hơn cả nhà, mà nước thì nó có ít hơn lá dừa. Nãy có cái lón nó nhiều quá. Lón nó làm như chưa có ai tới hết cả nhà. Bắt cào kiếm vợt mà cũng có cái ốc dừa nữa cả nha. Lấy ốc dừa lát gì có luộc ăn luôn, luộc chung với vợt. Ốc dừa nữa cả nhà, mà ốc cũng lớn nhỏ nhỏ mà.
Hôm nay có hàng mà khía quá chừng này, mà đào cái nọng còn chặt nước. Ừ, đây cũng còn cái nhà. Nè, cái nhà mình thấy nè. Thứ sáu cào nè. Nó cọp là có nó thấy chưa? Móc luôn cả nhà thấy nè, đó. Thấy chưa? Được con nữa nha cả nhà. Mời cả nhà theo chú Sáu cào tiếp nữa nha. Đây con còn cái nhà. Đây con còn nè cái nhà. Nhìn thấy nè, sáu mới vào vào lên là đụng cái cỏm cũng cỏm luôn. Thấy chưa? Đó. Này. Móc lên. Đó thấy coi nha. Đây con nó là gì đây? Một bụt dừa. Nghe thấy không? Bụt dừa. Nó cũng cỏm tưởng con nữa. Đây con còn nha cả nhà. Nè, nằm trong chặt dừa luôn. Con ốc đó, con ốc nằm dưới cái chân nó phải không? Rồi đó ốc mà. Không phải. Không phải ốc. Tiếp tục như thế nha. Cháu Sáu mời cào tiếp nữa nha. Tôi có còn nằm không được. Ý, đây con nè. Ừ. Con vào thử cái đây rồi con cả nhà. Nè. Vào cái lên luôn. Nhìn thấy không? Sao gọi mũi? Qua mũi cả nhà. Mũi qua chứ. Bắt bà khía với bắt cua. Với bắt dợp. Chỗ nào cũng có mũi. Tại dưới đây là rừng ngập mặn cả nhà. Ngoài cũng như rừng ngập mặn ngoài đây. Mũi dữ lắm. Mời cả nhà mình theo thứ sáu cào tiếp nữa nha. Coi có còn nào nữa không đây. Mà cả nhà theo chú Sáu tiếp nữa nha. Cào có con nào luôn đây. Nãy bắt mới dọp ở trong kia ra đây rửa thì cho cả nhà mình xem luôn nè. Cả nhà không bắt được như vậy cả nhà ơi, nhà mình thấy nè, mới dọp rồi vô đây chắc có chừng 2 ký hơn rồi cả nhà, hơn 2 ký nè, nhà mình thấy nè, chưa tôi khoảng hơn 2 ký dọp, con nào nấy ngon ghê cả nhà nè, đó chắc hơn 2 ký rồi. Ngon quá, cái này về nướng ăn cả nhà. Thôi cái clip này cũng xin tạm dừng ở đây. Chúc cả nhà xem chú Sáu bắt dợp vui vẻ nha cả nhà. Tạm biệt cả nhà. Hẹn lại clip sau cả nhà ơi.